Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trường phổ thông cấp 3 Hoàng Hóa 3, nay là trường trung học phổ thông Hoàng Hóa 3. Với vai trò là tổ chức chính trị, xã hội của đoàn viên thanh niên được thành lập và trưởng thành cùng với sự thành lập trường trung học phổ thông Hoàng Hóa 3 năm 1972. Qua từng giai đoạn lịch sử, mỗi bước chuyển mình với biết bao khó khăn, thử thách, đoàn trường luôn là cánh tay đắc lực trong việc thực hiện nhiệm vụ tập hợp, tổ chức, giáo dục và rèn luyện lý tưởng cộng sản cho thanh niên trong nhà trường. Đoàn trường Trung học Phổ thông Hoàng Hóa 3 là đoàn cơ sở hoạt động dưới sự chỉ đạo của huyện đoàn Hoàng Hóa và Đảng bộ nhà trường. Trong mỗi giai đoạn, đoàn trường luôn bám sát thực tiễn, nhiệm vụ chính trị của nhà trường và đoàn cấp trên để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng là lá cờ đầu trong công tác đoàn và phong trào thanh niên của huyện nhà. Cùng với quá trình vận động và phát triển của nhà trường, đoàn trường không ngừng trưởng thành và đã có những đóng góp quan trọng cho công tác đoàn và phong trào thanh niên của huyện Hoàng Hóa, và đặc biệt đối với quá trình xây dựng, phát triển của nhà trường về mọi mặt. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trường Trung học Phổ thông Hoàng Hóa 3 là đội dự bị tin cậy của Đảng, là nòng cốt trong mọi hoạt động của đoàn viên thanh niên, thể hiện lòng quyết tâm của tuổi trẻ trên con đường đổi mới, xây dựng và phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp giáo dục, thực hiện thành công chiến lược phát triển của nhà trường, góp phần vào sự nghiệp đào tạo những trí thức vừa hồng vừa chuyên cho đất nước. Kế thừa và phát huy những truyền thống của các thế hệ đi trước. Trong những năm qua, đoàn trường Trung học Phổ thông Hoàng Hóa 3 tiếp tục thể hiện vai trò hết sức quan trọng trong công tác tổ chức, tập hợp, giáo dục và phát triển đoàn viên thanh niên về mọi mặt. Đoàn trường luôn đồng hành với thanh niên trong học tập, xây dựng và tổ chức nhiều chương trình sân chơi gắn với giáo dục, trải nghiệm thực tiễn như tổ chức các hội thi rung chuông vàng, khi tôi 18, nét đẹp thanh niên, hoạt động trang bị kiến thức về an toàn giao thông, phòng tránh cháy nổ, tư vấn tuyển sinh, đẩy mạnh phong trào học tập của đoàn viên thanh niên trong nhà trường. Xuất phát từ nhu cầu bức thiết của các đoàn viên thanh niên, đoàn trường đã chỉ đạo chi đoàn giáo viên phối hợp chặt chẽ với các tổ chuyên môn trong việc tổ chức các hoạt động, đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp và việc làm. Công tác hướng nghiệp cho đoàn viên thanh niên là hoạt động diễn ra trong suốt quá trình dạy và học, tập trung vào năm học lớp 12. Trong quá trình thực hiện, đoàn trường đã phối hợp với các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trong và ngoài tỉnh, tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho đoàn viên học sinh khối 12 trong vấn đề chọn trường, chọn ngành nghề. Bên cạnh đấy, đoàn trường còn phối hợp với các cựu học sinh của nhà trường hiện đang là sinh viên các trường đại học về tư vấn cho đoàn viên học sinh về các vấn đề chọn trường, chọn khoa, ngành học và phương pháp làm bài để đạt kết quả tốt hơn. Ngoài ra, đoàn trường cũng luôn quan tâm và tạo điều kiện giúp đỡ đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, cố gắng vươn lên trong học tập thông qua nguồn quỹ vận động từ các mạnh thường quân, quỹ Tết vì người nghèo, quỹ chia khó vùng cao. Hàng năm đã trao hơn 60 phần quà động viên tinh thần các em an tâm trong học tập. Bên cạnh các chương trình giáo dục, rèn luyện thể chất trong chương trình dạy học của nhà trường, thì các trận thi đấu bóng đá, bóng chuyền hơi, nhảy dân vũ đã được tổ chức ở quy mô cấp trường vào các dịp lễ, thu hút sự tham gia đông đảo của học sinh, giúp các đoàn viên thanh niên xích lại gần nhau hơn bằng những câu khích lệ, những tràng pháo tay hò reo động viên. Từ đây, các em biết kết hợp hài hòa giữa học và chơi, giữa rèn luyện trí óc và rèn luyện sức khỏe, từng bước trưởng thành hơn. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, đoàn trường đã thường xuyên tổ chức với nội dung và hình thức phong phú, bám sát chủ đề từng tháng. Trong đó, có rất nhiều chuyên mục được dàn dựng công phu, thể hiện sự sáng tạo và khả năng tổ chức tốt. Ngoài ra, các cuộc thi như cắm hoa nghệ thuật, trang trí ẩm thực để chào mừng các ngày lễ như Ngày Nhà giáo Việt Nam, ngày 8 tháng 3, 26 tháng 3 luôn thu hút sự tham gia nhiệt tình và đông đảo của các đoàn viên thanh niên. Thông qua các cuộc thi không chỉ đem lại những phút giây thư giãn thoải mái, thể hiện sự sáng tạo, khéo tay của các đoàn viên thanh niên trong nhà trường, mà còn là tấm lòng và sự tri ân của các em đối với thầy, cô giáo. Nhằm mục tiêu phát triển năng lực,
phẩm chất và kỹ năng sống cho học sinh trong thời gian qua, Đoàn trường Trung học Phổ thông Hoàng Hóa III đã lập mô hình các câu lạc bộ, các đội xung kích tình nguyện là nội dung quan trọng thường niên của đoàn trường. Tổ chức các hoạt động tình nguyện tại chỗ cho đoàn viên thanh niên sẽ giúp các em có ý thức và trách nhiệm hơn trong việc đảm nhận thực hiện các công trình thanh niên xây dựng nhà trường xanh, sạch, đẹp. 50 năm trưởng thành và phát triển, những kết quả đáng ghi nhận thể hiện qua các mặt công tác, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức lối sống, ý thức chấp hành pháp luật, học tập, nghiên cứu khoa học, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, hoạt động tình nguyện và trong công tác tổ chức xây dựng đoàn. Đoàn tham gia xây dựng đảng được quan tâm đúng mức. Đồng thời, đoàn trường đã luôn thể hiện tốt vai trò là nòng cốt chính trị của Hội Liên hiệp Thanh niên trong nhà trường. Đoàn trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt được những thành tích rất đáng tự hào. Nhiều năm liền, đạt danh hiệu Đoàn trường vững mạnh xuất sắc, được liên ngành tỉnh tặng cờ, đơn vị xuất sắc dẫn đầu khối trung học phổ thông, được Trung ương đoàn tặng bằng khen. Với lòng nhiệt huyết và quyết tâm của tuổi trẻ, trong tương lai, Đoàn trường Trung học Phổ thông Hoàng Hóa III tiếp tục phấn đấu và phát triển, xứng đáng là lá cờ đầu trong công tác đoàn và phong trào thanh niên của quê hương Hoàng Hóa anh hùng. Thành phố nơi thôn xa vời vời, ngờ chiếc nôi linh thiêng vào đời và nụ cười nở trên môi.